Xin chào tất cả bạn, tôi Khôi đây và hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn hoa hồng cây liễu, hai vật đối lập trong tình cảm. Trước tiên mọi người phải hiểu rõ thế nào là vận đào hoa. Vận đào hoa có 3 loại. Loại thứ nhất là vận đào hoa tường nội, đào hoa trong tường, tức đào hoa giữa vợ chồng. Loại thứ hai là vận đào hoa tường ngoại, đào hoa ngoài tường, tức chỉ vận đào hoa bất chính ngoài tình cảm thông thường. Vì thế hai loại vận đào hoa này vừa tốt lại có thể vừa xấu. Loại thứ ba là vận đào hoa tượng trưng cho việc sinh con, đặc biệt là sinh con trai. Không có vận đào hoa thì không thể sinh con. Còn loại vận đào hoa thứ tư là nói về nhân duyên. Nếu làm việc trong ngành du lịch giải trí, bạn nhất định phải có vận đào hoa này. Phải có nhân duyên mới có thể thành công. Loại này cũng gọi là vận đào hoa. Ở Đài Loan có một đơn vị phòng khách và phòng ngủ ở trước mặt đều là sân phơi lớn. Tôi đề nghị chủ nhà nên trồng 9 chậu hoa ở sân của phòng khách, đồng thời dùng giấy đỏ quấn quanh 9 chậu hoa đó. Sau khi nghe xong, anh ta định trồng cả hoa ở sân của phòng ngủ. Tôi liền lập tức bảo ngừng lại. Vốn là phòng ngủ nhất định không thể trồng hoa. Mỗi lần ngủ tại phòng có trồng hoa, nhất định tình cảm sẽ bị dao động, đặc biệt là các loại cây dây leo. Nếu hoa có màu hồng thì tinh thần càng dễ nhạy cảm. Do đó, hoa cỏ và cây cối có một ý nghĩa triết học riêng. Mặc dù cây có hoa đẹp, nhưng không thể tạo ra một không khí tốt trong phòng ngủ. Muốn trong nhà có không khí tốt, tốt nhất nên trồng các loại cây không có hoa như cây bạc liên thanh, cây tô thiết. Đó mới là các loại cây có phong thủy tốt nhất. Trên lập trường phong thủy, mục đích của việc trồng hoa là tạo ra bầu không khí tốt và hội tụ tiền tài. Muốn đạt được mục đích này, tốt nhất gia chủ nên trồng cây không có hoa. Nếu bạn trồng hoa vì mục đích chiêm ngưỡng, thưởng thức, thì tất nhiên bạn sẽ chọn các loại hoa đẹp một chút. Cây có hoa nhất định phải có vận đào hoa tốt. Phòng khách có thể trồng cây có hoa, nhưng phòng ngủ chỉ nên trồng cây xanh. Ngoài lý do về vận đào hoa, còn có nguyên nhân khác là hoa có thể phát tán, là phấn hoa gây dị ứng. Vì thế, phòng ngủ chỉ có thể trồng các loại cây không có hoa, thậm chí tốt nhất không nên trồng gì. Hoa hồng là biểu tượng của tình yêu, còn cây liễu là biểu tượng cho tình yêu gặp trở ngại. Vì đầu ngọn cây liễu rủ xuống biểu tượng cho sự mất khí. Hai cành cây liễu đối diện nhau như đang khóc lóc, tượng trưng cho cảnh chia ly. Nếu vừa bước vào cửa một căn nhà đã nhìn thấy một số loại hoa héo rủ xuống giống như cây liễu và sắp chết thì chứng tỏ phong thủy của nhà đó có vấn đề. Nếu hoa tươi tắn đại diện cho phong thủy của nhà đó tốt. Từ đó mọi người cần chú ý không nên tùy tiện trồng hoa và cây cỏ. Bên cạnh đó không được để hoa rủ xuống, nếu ở trạng thái buồn thảm, ủ rũ sẽ có ảnh hưởng không tốt cho phong thủy. Bởi vì nó tượng trưng cho tình cảm giữa hai người đang gặp nhiều sóng gió. Và sự chia sẻ của tôi hôm nay xin tạm dừng ở đây. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.